Xin chào các bạn buổi sáng. Sáng nay mình lại tiếp tục ăn bún bò Huế ha. Mà sáng nay á, mình không có cho thịt nhiều với lại bún nhiều nữa, mà mình mang rau rất là nhiều luôn. Bữa sáng đã sẵn sàng, mình cho vô thêm ít rau nữa ăn ha. Mình thích ăn rau nhiều lắm. Ủa, nhiều quá. Cho giả đi. Thêm ít rau quế nữa. Ít chanh. Thêm ít ớt màu đúng không? Ớt phi. Sáng nay mình đói bụng thiệt á, dậy sớm quá. Nhìn ngon quá đi. Đói bụng thiệt á chứ. Hôm nay mình có chả Huế. Mình xin mời các bạn ăn sẵn với mình nha. Ngon quá trời ngon. Đó, mình nấu một nồi vậy á là ăn 4 lần. Hôm qua mình ăn một tô, tối lại mình ăn một tô. Sáng nay mình ăn một tô, tối nay về ăn một tô nữa là hết. Nấu một lần á nó mất thời gian thì nấu một nồi thiệt là lớn luôn. Sao mà nó ngon thế này? Khó gấp quá. Cái chả Huế ở cái chợ này ngon dễ sợ luôn á.
Ăn bún bò Huế nó cay cay mới ngon. Ai không ăn được cay thì hơi khó. Cái bò gân này nè, cái bò bắp chứ, mình hầm á, nó mềm á, nó rất là ngon luôn, nó thấm với gia vị á. Cục xương cuộc sống mình là nhiêu đây thôi các bạn ơi, sáng ăn sáng xong rồi trưa có khi đông khách quá không được ăn đâu, ăn xíu trái cây đây gì đó xong rồi tối về ăn tối rồi đi ngủ rồi tiếp tục ngày mai như vậy. Hột xương. Rồi sắp hết rồi.
Mình phải ăn hết các bạn ơi. Tại vì buổi sáng á, mình mang theo bao nhiêu đây thôi, phải ăn hết để cho buổi trưa luôn, chứ không thôi là đói bụng á. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.